Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tú Lê Miền Tây. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái thức uống rất là ngon và bổ dưỡng. Đó chính là sữa hạt sen. Thì cách làm rất là đơn giản. Bây giờ mời các bạn và Biếp cùng thực hiện với mình nha. Sau đây là nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Ở đây thì mình sẽ có là 1 kg hạt sen. Hạt sen thì mình mua những cái loại mà người ta đã lấy cái tăm sen ra rồi đó các bạn. Cái tăm sen này thì ăn rất là đắng. Rồi bên đây mình có 3 bịch sữa tươi Vinamilk có đường hoặc là không đường đều được. Ở đây thì mình sử dụng là không đường nha. Mỗi bịch là 220ml. Một nắm lá dứa và thêm 400g đường. Bây giờ phần hạt sen này mình sẽ đem đi rửa sạch lại với nước nha các bạn. Hôm nay mình mua được những cái hạt sen rất là tươi và ngon. Mình bắt lên bếp một cái nồi nước và mình sử dụng là 3 lít nước nha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hạt sen đã rửa sạch. Mình cho vô đây để mà mình luộc cho nó chín mềm luôn. Khi mà hạt sen đã sôi rồi nè, mình sẽ vớt cái phần bọt đi. Và mình mở lửa vừa, các bạn nấu đến khi nào mà hạt sen của mình nó mềm là được. Mình nấu cho hạt sen thật là mềm á, để mà một hồi nữa mình xay thì cái phần sữa của mình nó sẽ được mịn hơn nha các bạn. Wow, hạt sen rất là ngon và thơm luôn các bạn, thơm lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Hạt sen của mình bây giờ nó đã rất là mềm rồi. Mình sẽ vớt cái phần hạt sen này qua một cái tô. Cái phần nước này thì mình giữ lại luôn nha các bạn, mình không có bỏ nha. Wow, các bạn xem nè, rất là hấp dẫn luôn á. Rồi bây giờ mình để sang một bên đi ha. Mình sẽ lấy một cái rây như thế này để mà mình lược cái phần mà nước mà mình nấu hạt sen lúc nãy đó. Mình sẽ sử dụng luôn nha. Tại vì trong hạt sen nhiều khi có những cái phần nó rớt rớt ra nè các bạn. Mình lược qua cho nó sạch và nước nó trong á. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hạt sen vô một cái cối xay sinh tố như thế này. Cối nào mà các bạn sử dụng cối to thì mình xay một lần cũng được. Còn cối nhỏ thì mình sẽ xay 2 lần nha. Hạt sen thì các bạn nhớ là phải luộc cho nó thật là mềm. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây là một bịch sữa tươi để mà mình xay cho nó dễ. Mình xay thật là nhuyễn và mịn luôn nha. Khi mà xay được thật là mịn như nè, các bạn xay càng nhuyễn càng tốt. Mình sẽ cho ra một cái nồi ha. Thì mình sử dụng là cái nước hạt sen mình nấu lúc nãy đó. Các bạn cho vô đây luôn. Nếu mà trong lúc xay nó có mà hơi đặc đó, các bạn cũng có thể cho thêm nước vào để mình xay cho nó dễ nha. Rồi tiếp theo cái phần sen còn lại thì các bạn cũng làm y như vậy ha. Wow, rất là mịn luôn. Mình tận dụng hết cái phần nước luộc sen, mình không bỏ luôn nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ quấy ra như thế này. Trời ơi, nó mịn vô cùng luôn á. Một cái màu thì nó cũng tựa tựa như là sữa đậu nành của mình á các bạn. Nhưng mà cái màu nó hơi vàng chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên bếp luôn. Và còn một cái bịch sữa còn lại nè, mình cho vô hết luôn ha. Tiếp theo thì mình cũng cho đường vô luôn. Đường này thì các bạn thích ngọt mình để nhiều ha. Còn không thích thì mình có thể gia giảm theo khẩu vị gia đình mình. Bây giờ thì mình sẽ nấu sôi cái phần sữa này lên. Tổng cộng cái lượng nước là mình sử dụng đó các bạn là lúc nấu là 3 lít nè. Rồi mình thêm 3 bịch sữa tươi nữa. Và bây giờ mình cho lên bếp và mình thêm 1 lít rưỡi nước nữa nha các bạn. Tổng cộng cái lượng nước và sữa luôn đó các bạn thì khoảng 5 lít mốt ha. 5 lít mốt thì cũng khoảng còn đợi 5 lít là các bạn. Tại vì mình luộc hạt sen đó, nó sẽ hao hụt cái phần nước đi nha.
Cái này thì mình sẽ nấu nó hơi đậm đặc nha các bạn. Uống đậm đặc thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu các bạn mà không thích thì mình cũng có thể thêm nước vào. Bây giờ thì mình sẽ nấu cái phần hạt sen, nước hạt sen này nè. Cho nó sôi, thật là sôi lên luôn. Một cái mùi rất là thơm luôn á các bạn. Khi mà cái nồi mình nó sắp sôi lên rồi đó, thì mình sẽ cho cái bó lá dứa này vào. Thì các bạn cho vào khoảng chừng 2 phút thì mình sẽ vớt ra nha. Bây giờ thì cái sữa hạt sen của mình sẽ nấu được 2 phút rồi nè. Có những cái phần bọt đó thì mình cũng vớt ra luôn. Tại vì hạt sen của mình hồi nãy mình đã luộc chín rồi, cho nên thì mình cũng không cần nấu lâu quá nha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp đi và để cho thật là nguội. Sữa hạt sen sau khi mà mình nấu xong rồi nè, mình để nguội và sau đó mình sẽ cho vào chai ha. Rất là sánh mịn luôn các bạn. Cái này nó đặc nhiều lắm nha. Tại vì mình thích uống cho nó đậm đặc đó. Đó, mình vô từ chai như thế này rồi mình sẽ bỏ vào tủ lạnh. Mỗi khi mà mình muốn uống thì mình sẽ lấy ra ha. Cái này mà các bạn nào thích béo nữa thì mình cũng có thể cho thêm sữa hồng thọ vào, sữa đặc á. Rồi, đây là cái phần sữa hạt sen của mình cũng đã xong rồi nè các bạn ơi. Trông rất là ngon và hấp dẫn luôn ha. Cái sữa của mình là rất là sánh đó các bạn, nó sánh và nó đặc luôn á. Uống rất là thơm và béo luôn. Thì hôm nay mình không có sử dụng sữa đặc tại vì mình muốn giữ cái hương vị của cái hạt sen cho nó thơm đó các bạn. Mình để sử dụng nhiều sữa quá thì nó sẽ cho một chất béo rất là nhiều và nó mất đi cái mùi hương của cái hạt sen. Cho nên là hôm nay mình chỉ sử dụng sữa tươi thôi. Còn nếu các bạn nào thích sữa đặc thì mình cũng có thể thêm sữa đặc ha. Rồi, video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.